hai lý do cần gấp rút làm sổ đỏ trong năm 2023. Nếu nhà anh em có đất mà chưa làm sổ hoặc là đang muốn tách và nâng thổ cư thì anh em cần gấp rút làm sổ đỏ trong năm 2023 bởi vì hai lý do sau. Số 1 là theo kiến nghị sửa đổi luật đất đai năm 2013 được trình lên Quốc hội có một điều cực kỳ quan trọng, đó là thay đổi khung giá đất theo cơ chế giá thị trường. Lấy ví dụ một con số cụ thể để anh em dễ hình dung như này nhé. Ví dụ như anh em đang mua bán chuyển nhượng sang tay với giá là 10 triệu đồng trên 1 m², nhưng mà khi anh em kê khai và đi nộp thuế thì thuế chỉ tính bạn 1 triệu trên 1 m², thì khi đó cái số tiền thuế bạn phải nộp chỉ bằng 1/10 so với giá thị trường. Nên nếu anh em làm được sổ trong năm nay, tức là anh em vẫn được tính theo khung giá đất cũ, thì tiền thuế để anh em chuyển nhượng hoặc là chuyển đổi sẽ được tính theo khung giá đất cũ hiện tại. Còn nếu sau thời điểm 2023, khi sửa đổi luật đất đai 2013 được thông qua, thì khi đó chắc chắn anh em phải đóng theo khung giá mới. Và tôi tin chắc chắn rằng giá đất sau khi sửa đổi chắc chắn sẽ cao hơn giá đất hiện tại, tức là tiền thuế của anh em đóng sẽ cao hơn. Điều số 2, hiện tại dữ liệu quốc gia đang được số hóa, luật mới được thông qua, chắc chắn điều kiện làm sổ sẽ khắt khe hơn hiện tại. Khi đó nếu đất anh em có nguồn gốc không rõ ràng thì sẽ rất khó được cấp sổ. Vì vậy mà trong thời điểm tranh đấu nhanh sáng, bạn hãy tranh thủ làm sổ ngay thời điểm hiện tại.